Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thực hư, chuyện cô dâu số 2 tuổi ở Cao Bằng bị đột quỵ, nhập viện khẩn cấp trong đêm sau ca đại thẩm mỹ. Mới đây, anh Hoa Cương bất ngờ chia sẻ về hình ảnh vợ mình, chị Thu Sao nhập viện cấp cứu truyền nước trong đêm. Thời gian gần đây, chị Thu Sao đẩy mạnh công cuộc đại phẫu thuật làm đẹp níu giữ tuổi thanh xuân được nhiều sự chú ý. Sau nửa tháng làm căng da mặt, khuôn miệng của chị đỡ lệch, cân đối hài hòa hơn, đặc biệt kể đến sự chăm sóc tỉ mỉ chiều chuộng, luôn có mặt mọi lúc mọi nơi của chồng trẻ 26, khiến nhiều người ngưỡng mộ, tin rằng tình yêu của cả hai là có thật. Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân của mình, anh Hoa Cương đã chia sẻ hình ảnh vợ mình phải nhập viện cấp cứu. Có thể thấy trong video, chị Sao thần sắc tái nhạt, mắt nhắm nghiền, tay đang truyền nước nằm trên giường bệnh, chồng trẻ thì luôn túc trực bên cạnh để được chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của chị 62 đã ổn định, bác sĩ đã cho về nhà nghỉ ngơi. Dù gương mặt nhợt nhạt tiều tụy nhưng chị Thu Sao ăn được cháo, chồng trẻ thì luôn tận tình chăm sóc. Anh Cương khẳng định nếu các bạn có đủ khả năng và năng lực thì hãy dựa vào bản thân mình, đưa hình ảnh mình lên câu like câu view kiếm tiền, đừng lấy danh dự của người khác để xúc phạm, như thế là không tốt. Ngoài ra theo anh Cương, nhiều người thấy hai vợ chồng mình hạnh phúc, cũng có những người lời ác ý, cũng có những người chúc phúc cho hai vợ chồng mình sống trăm năm hạnh phúc.